Em thấy đây là chiếc Hyundai Creta, thì cái siêu xe này thì cũng vừa mới mua xong, mà từ trong hãng đi ra thì có cái hành qua bên em để phủ lại gầm. Thì anh em thấy không ạ? Sau khi để mà phủ được một bộ một cái gầm xe mà hoàn hảo và thẩm mỹ nhất, thì anh em có thể thấy là bên em sẽ tháo toàn bộ những chi tiết này ra để mà phủ cho anh em. Đây bốn phần cua lốp này, phần sàn dưới của xe này, đây những phần cua lốp như thế này sẽ được tháo ra toàn bộ, và những cái chi tiết mà không phủ đến sẽ được băng kín như này. Đây anh em thấy những chi tiết ốc này sẽ được băng hết lại nhé, để tránh sau này anh em có bảo dưỡng thì anh em tháo này ra để chi tiết để bảo dưỡng này. Đấy. Phần hốc đưa trước của lốp đây sẽ được phủ hết toàn bộ lại như này, và đây là cái phần sàn xe, anh em thấy đấy, phần sàn xe được tháo ra toàn bộ như này để phủ lại cho chiếc xe này. Rồi gầm của thì xuất phát từ nhà máy ra có thì sẽ có phủ một vài, anh em có thể để đấy, những cái vết sần này là của nhà cửa bắt đầu từ nhà máy này, nhưng mà cái phần trắng trần này thì nó sẽ là không phủ này. Bên em tiến hành phủ lại toàn bộ những gầm xe này cho để đảm bảo cho anh chủ là trong thời gian đi sử dụng dài là an tâm sử dụng và bảo hành đến tận 10 năm cho anh em nhé. Còn anh em nào muốn nhu cầu phủ gầm thì đến ngay Akala tặng cho anh em nhé.